Xin chào toàn thể tất cả ông chí và các bạn nhé. Một cái nội dung mà một số người tranh cãi nhau về cái việc mà siêu mẫu Angela Phương Trinh mỉa mai thầy Thích Minh Tuệ. Một số cái trang video đã đăng đài và rất nhiều người bình luận vào chửi bới, ném gạch ném đá. Tuy nhiên thực tế thì chúng ta chưa hiểu về bản chất của thầy Thích Minh Tuệ và cũng như Angela Phương Trinh cũng là một người theo Phật đấy, và chúng ta chưa hiểu rõ đâu. Chúng ta chỉ xem những video trên mạng là chúng ta rất nhiều người lộ vừa theo trong khi không hiểu gì nhiều về Phật giáo và Phật giáo Nguyên Thủy. Thầy Thích Minh Tuệ, hôm nay chúng tôi bản thân tôi nói đây có thể là rất nhiều người sẽ ném gạch ném đá bảo là tôi là nói xấu, nhưng mà thực tế thì thầy cũng không hiểu gì nhiều về Phật giáo đâu. Đấy, thầy đi tu khổ hạnh đầu đà, thầy đi bộ khất thực như này, nhưng mà bản thân thầy vẫn chưa hiểu Phật A Di Đà là gì và Phật Thích Ca Mâu Ni là gì. Đấy, và thầy tu theo đấy Phật giáo đại thừa của Trung Quốc thôi. Những theo cách nói chuyện của thầy qua nhiều video, chúng tôi không tiện mở ở đây vì lý do bản quyền, nhưng mà tôi thấy là thầy theo Phật giáo đại thừa của Trung Quốc. Và một câu nói rất hay của trưởng lão Thích Tiếp Lạng đó là tu sai một đường tơ vạn năm không thấy đạo. Đấy, và cái tu hiện nay của thầy thì chắc chắn nếu như theo cái hiểu biết của thầy về Phật giáo rất hạn chế, về Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo chính thống này, chúng tôi khẳng định chắc chắn là thầy không thể tu chứng đạo được. Thầy tu mà hiện nay rất nhiều người đi theo rồi là quay video rồi là phỏng vấn vân vân, làm sao mà thầy yên tâm mà tu được? Một số nội dung chúng tôi sẽ phân tích ở những video tiếp theo, nhưng mà chúng tôi khẳng định thầy không hiểu nhiều về Phật giáo chính thống đâu. Thế tôi nói có thể rất nhiều bạn sẽ phê bình thôi, nhưng mà tôi muốn chia sẻ ngắn ở đây. Hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những video tiếp theo. Xin chào.